Xin chào tất thể anh em, hôm nay là ngày 26 tháng 12 cửa hàng luật máy cơ xin giới thiệu cho anh em ba uh, con máy cắt cỏ mà cửa hàng chúng em đang bán thanh lý cho anh em nha. Đấy, uh, giới thiệu sơ qua cho anh em là lô ngày hôm nay là lô chữ X từ X1 này cho tới X3 có ba con máy X1, X2, X3 anh em nhé Và cửa hàng chúng em sẽ có báo giá công khai cho anh em thanh lý máy móc, giá thành ra làm sao. Đấy và máy móc sẽ như thế nào em sẽ nói rõ trong video này nhá và có test nổ đầy đủ cho anh em xem qua. Và cửa hàng chúng em thì không cần phải cọc trước. Anh em ưng con nào ý ạ, thì chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng thôi. Để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên thì em sẽ đóng hàng gửi đi đến nhà cho anh em. Anh em cam kết là hàng đúng chuột như trên video anh em nhá. Đấy không sai, không lệch đi một tí gì cả. Đầu tiên là con X1, một con máy cưa cắt cỏ. Hàng này là hàng của Nhật nha, hàng này là hàng Echo này anh em. Hàng này Echo 209 Tum là hệ tum rời Nòng của con này nó là 32mm anh em nhé 32mm phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình Thanh lý 950 ngàn thôi Bao ship với tận nhà cho anh em nha Tặng kèm đầy đủ cho anh em như là một dây đeo này Một con dao Chắn cỏ thì em đã ráp sẵn về vào phần máy rồi Hàng này là hàng Nhật Bãi anh em nha Nhật Bãi nhập về đấy ạ Máy móc con này thì cực kỳ đẹp nha Nhìn phần mặt tiền này Nước sơn thì hầu như chưa hề bị bong chóc gì anh em nhé đây, phần tum là hệ tum rời anh em đến nữa chán thì có thể tháo lắp ra chế cháo được rất là nhiều thứ à, thế liền mạch phần bộ của nó đây đầy đủ hết cho anh em nha ốc nha ốc nhiều con ốc còn bảy màu luôn này anh em Đấy, ốc nòng còn chưa hề có cái vết vặn luôn này anh em nha hàng nguyên đai nguyên siêu nguyên kiện hàng nguyên zin luôn cái này là cái uh, cục sông để nó lấy hơi vào bình xăng đấy cho anh em nhìn không? hàng echo kyurit hàng của nhật bản đấy ạ hàng này hàng bãi nhật anh em nha 950 ngàn thôi, đang thanh lý cho anh em cực kỳ rẻ. Đó, có núm bơm sang phụ đầy đủ này Con này thì nó là hệ um, cái búa, cứ bơm xăng này của nó này, anh em phải ấn hai cái này cùng một lúc nhá. Đấy chứ anh em ấn mỗi cái này là nó không không lên xăng được đâu mà, mà ấn mỗi cái này cũng không lên xăng được. Phải hai cái anh em ấn cùng một lúc. Đấy. Đây. Ấn cho anh em xem qua. Đấy. Anh em nhìn đâu. Và xăng nó chảy ra Chỗ này một tí này. Là vậy là nó đã báo là lên xăng rồi anh em nha rồi anh em giật là nó sẽ nổ nói chung là con này thì nó là nhỏ nhẹ để cho anh em về sử dụng cắt tỉa vườn hoặc là anh em uh, nào mà như phụ nữ cần xài đấy ạ một chiếc máy cắt cỏ nhỏ gọn đeo cả ngày không biết mệt đấy ạ mà tiết kiệm nhiên liệu thì con này khá là phù hợp anh em nha đấy, đang thanh lý cho anh em 950 ngàn hàng cuối năm bán thanh lý để sang năm về máy mới anh em nha đó rồi con này đầu bò của nó này đầy đủ hết anh em nha đầu bò nguyên zin nguyên bản hết cho anh em 100% trăm Đấy, tặng kèm đầy đủ cho anh em là một con dao, một cái dây đeo chắn cỏ thì em đã ráp sẵn vào đây rồi cho anh em. Đó, và 950 000 bao ship tận nhà cho anh em nha, không cần phải cọc trước. Rồi, qua con X2 và con X3, hai con này nó là hàng máy mới. Nó là hàng dòng này nó là dòng um, trưng bày tại cửa hàng anh em nhé Trưng bày hôm nay cả bán thanh lý cho anh em luôn. Rồi, con X2 là 1 triệu 600 000 con này thì công suất to nha, về cho anh em phát cước được luôn rồi này. Phát cước được luôn nha, con này nòng của nó là 36mm công suất lên đến 33 cc đấy con này thì nó là hệ tu mà tung to này tung rời này hàng Fuku 330 đấy con này hiện tại là bán đang bán 2 triệu rưỡi nhưng mà con này nó là sản phẩm trưng bày tại cửa hàng nên là bán giá cực kỳ rẻ cho anh em nha về cho anh em nhu cầu sử dụng đấy anh em thấy không chân trống là chân trống sát luôn này anh em hàng này là hàng chất lượng đấy ạ hàng Việt Nam chất lượng cao của anh em nha đó tay ga của nó đây công tác này gạt chữ o là tắt gạt chữ y là nổ <laughs> đấy hàng này là hàng mới đét nha mới mới tinh luôn nhưng mà cái hàng này này nó là hàng em em nói tại sao nó là hàng trưng bày tại cửa hàng anh em nha Nên là như kiểu là em nhập về 10 con một lúc nhá thì em phải lấy một con ra để trưng bày tại cửa hàng khi mà em bán hết 9 con đấy rồi cho khách thì còn lại một cái con cuối cùng để trưng bày này đấy nói chung là con này thì để cho khách hàng xem đi xem qua xem lại rồi Đấy, chứ con này là chưa hề được sử dụng anh em nhé Hàng sản phẩm trưng bày nên là hôm nay bán thanh lý 1 triệu 600 ngàn Bao ship tận nhà cho anh em luôn Đấy, tặng kèm đầy đủ cho anh em phụ kiện này ờ, Con con phụ kiện của máy này gồm có này 5 món phụ kiện luôn Là một con dao này một cái ổ phát cước này một cái chắn cỏ này một cái dây đeo và một bộ đồ nghề Đấy, đối với con X2 và con X3 là được tặng 5 món phụ kiện kèm theo nha Miễn phí ship cho anh em Cùng là hệ cùng này, cùng này là Cùng chất lượng luôn nha Đấy anh em nhìn thấy không Tay ga tay ga bộ luôn nha Đầu bò đây của hai con đây Đấy đầu bò cực kỳ dày dặn và chất lượng nha Đây Đấy Rồi ra kết nổ con này cho anh em xem qua Con X2 1 6 triệu 6 thôi hàng này nó là hàng chất lượng luôn anh em nha nhưng mà cái con này là hàng máy trưng bày Đây, cho anh em phần qua sợi dây giật này anh em là biết này chưa hề có một tí vết bẩn đó nha là anh em biết là cây máy này là chưa hề được xài luôn đấy hàng sản phẩm trưng bày tại cửa hàng thôi cái con này thì nó công suất nó ngang với lại là, là anh em biết cái máy mà cắt cỏ Honda GX35 không đấy con này thì công suất nó tương đương với con cắt cỏ Honda GX35 anh em nhá đấy về anh em về cắt cỏ thoải mái luôn khỏe khoán tum là tum rời đến nữa chán anh em có thể tháo ra chế cháo qua máy phát điện này hoặc là máy bơm nước này đấy lấy cái cục máy này này nó tháo được cái cần ra đây nha anh em nhá đấy cái bộ cần này này tháo ra được cho anh em một triệu sáu bao ship tận nhà cho anh em luôn vâng và nếu mà anh em nào mà về phát chuyên nghiệp đây cần một chiếc máy cắt cỏ về phát cước luôn nhá con này nó là dòng Huama 541 Đấy, con này thì nó lấy ý tưởng nó giống như kiểu là cái máy um, Humana 541 của Thụy Điển đấy anh em. Nhưng mà máy Humana 541 của Thụy Điển bây giờ nó phải tầm khoảng 6 triệu rưỡi một con thì con này đang bán với giá 2 triệu 200 000 thôi. Anh em bỏ ra bỏ cũng cái giá tiền để mua một con Humana thì mua được ba con này anh em nhá. mua được ba con này luôn. Con này thì 2 triệu 200 ngàn đang bán xả cho anh em Đấy, hàng này cũng là hàng trưng bày Chưa một lần sử dụng Cuba 541 công suất của con này nó là lên đến nòng là 40 ml và công suất của con này lên đến 41 cc luôn anh em nha. Có tích hợp chụp giật trợ lực đầy đủ cho anh em. Hàng này là hàng chất lượng nha nên là cái chân chống của nó cũng là chân chống sát này anh em thấy không? Chân chống sắt chứ không phải là chân chống nhựa anh em nhá. Đây. Tay ga, tay ga bộ đầy đủ cho anh em luôn này, công tác ở trên phần tay ga luôn nhá. Đầu bò đây. Anh em thấy chưa? Con này vẫn tặng kèm đầy đủ năm món phụ kiện là một con dao, một ổ phát cước, một chắn cỏ, một bộ đồ nghề và một dây đeo miễn phí ship cho anh em 2 triệu 200 ngàn. Con này em cam kết cho anh em là hàng này sử dụng ngon lành nha. Tại vì em bán ngoài cửa hàng rất là nhiều cho khách bên ngoài mà nếu mà bán cho khách bên ngoài mà bán những cái hàng đều thì rất là mất uy tín luôn. Đấy. Nên là em bán con này cho khách ở bên ngoài người ta sử dụng rất là nhiều luôn anh em nhé. Dòng này người ta về phát chuyên nghiệp, phát thuê, phát mướn, phát khoán đấy anh em. Đấy, anh em chỉ phát tầm khoảng tuần là lấy lại được vốn cây máy rồi. Con này hệ tum mà cũng là tum rời anh em nhé. Đến nó chán có thể chế cháo lắp ráp qua được nhiều cái loại máy khác được luôn. Đó. Con này thì công suất lớn lắm anh em, công suất lên đến 41 cc cơ mà. Về cho anh em đập cước chuyên nghiệp luôn về phát thuê, phát mướn, phát khóa luôn đấy ạ. ai Đây, dây dạt này. Không? Nổ tiếng gang ti rất là êm ái luôn anh em nha. Cho anh em nghe lại tiếng gang ti này. Con này tích hợp chủ giật trợ lực giật rất là ngon luôn nha. thấy không? Đó. Hàng máy mới đét luôn anh em nhá. Anh em có nhu cầu cần một chiếc máy cắt cỏ nào thì báo cho em cái mã X3, X2, X1. Đấy, anh em ưng con nào thì chỉ cần báo cho em cái mã thế và gọi cho cái chúng em để đặt hàng nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0354392929. Xin chào toàn thể anh em hẹn anh em những video tiếp theo. Số đó thì em có sử dụng Zalo luôn anh em nhé.